năm 1972 do Linh Mục Đỗ Bảo đem giáo dân vào nơi đây và xây dựng ngôi nhà thờ này vào năm 1973. Và khi xây dựng thì O và Dường đã về đây và sinh sống ở đây. Thì Dường đã nhận thầu làm cái phần gỗ của nhà thờ này cho đến năm 7 tháng 4 năm 75 thì ngôi nhà thờ được 2/3 rồi, nhưng vì chiến tranh cho nên thì phải bỏ đi nơi khác. Lúc đó thì ở Dường vào ở trong căn cứ.